Hello, rồi cũng lại câu chuyện là anh ơi, anh đánh mấy con tướng Alameda đi anh, đánh mấy con đó win nó mới hay. À đúng rồi, đánh mấy con đó thì win hay thật đấy, nhưng mà khổ lắm. Thật sự đánh mấy con Alameda khổ lắm, nhưng mà mình thật ra mình cũng rất là thích đánh những con tướng Alameda. Có những con mình rất là thích đánh, mặc dù là có nhiều trận mình thua xong đó mình muốn khóc luôn, tại vì không có đánh team được nè. Đã vậy còn tướng Amita, đã vậy team còn không giúp được, nhưng nó hơi cực và nó cũng hơi khổ. Nhưng mà thôi thì bây giờ muốn làm thử thách thì mình làm thôi, nhưng mà mong là đừng có ai kêu mình thử thách nữa cực lắm, nó cực vô vàn. Không phải là không đánh được, nhưng mà có những cái trận đánh là các bạn chỉ mang tính chất là cái bao cát thôi, các bạn ôm đam cho team, các bạn gây cấu rỉa, các bạn câu chiêu cho team đó, nó chỉ có những cái tin có tính chất là như vậy. Thì tướng Amita nó cũng không phải là không mạnh, không phải là không win được, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn sẽ không còn hứng thú khi mà chơi game. Không hứng thú có nghĩa là khi mà các bạn chơi những con đó thì nó không có gọi là cảm nhận được cái độ sướng, mà đa số là các bạn có thể các bạn ôm đam, các bạn đẩy lẻ, hay là các bạn cố gắng câu đam cho team. Nói chung là các bạn chỉ là cái bao cát. Thì đây là một trong những con tướng mà các bạn xanh, là rất ít trận các bạn xanh, nhưng đa số là những trận các bạn câu đam cho team rất là nhiều. Đó, đó là cái chia sẻ của mình về những con tướng Amita. Thực ra thì A1 á, thì không phải là một con tướng quá Amita. A1 là một con tướng rất phù hợp để mà đánh team nha, nhưng lại không phải là một con tướng phù hợp để mà đi đánh solo. Thì đánh solo thì mình thấy ít ai hiểu ý được là A1 lắm, nên thành ra rất là khó đánh. Ví dụ nếu mà trường hợp rank cao á, thì các bạn đánh được. Trường hợp trên cao thì các bạn đánh được, còn nhiều khi người ta biết phối hợp team hay này kia thì các bạn đánh được. Rồi về nha. Cáp phải làm gì cáp? Chờ hết máu rồi cáp. Trời ơi, con Black Panther cái đam nó to lắm. Em đánh con tướng Ameta đừng báo em. Thôi kệ đi. Biết rồi, hiểu mà. Nhưng mà con này cũng là tướng lay, mà giờ bạn kêu mình đánh hổ báo khó lắm, nên đã bỏ đi bạn. Mình farm có đồ đó. Con A1 này có một cái đặc điểm là để mà kích được cái nội tại của con A1 đó, thì các bạn cứ ban đầu các bạn chịu khó nhịn nhục một xíu, các bạn đánh các bạn đợi cho cái cục ở dưới, ta gọi là cục vàng á, như sai sai gì đó. À mình đứng trong chỗ, mình đứng trong chỗ hơi sai. À, quay lại cái vấn đề nội tại của A1 đi, thì cái nội tại của A1 thì khi mà các bạn chưa cái gọi là cái cục nộ ở dưới á, thì các bạn nó tích khoảng chừng 5-6 lần gì đó, mình không nhớ lắm, mình chưa có đếm nữa. Nhưng mà khi mà các bạn muốn hộ báo, các bạn phải tích cái đó là hơn một nửa. Cứ dùng dùng skill trúng tướng là các bạn tích một cái, cứ dùng kêu siêu trúng tướng là các bạn tích một cái. Thì nếu như mà các bạn lên được một nửa rồi á, thì các bạn lúc đó các bạn đánh hổ báo, còn nếu không thì đừng có đánh hổ báo nha. Nên nhiều người chưa hiểu nên ra cứ thấy ủa sao thôi này quen qua này nó thấy người ta đánh trâu quá, mình đánh sao không thấy trâu. Không phải nó không trâu đâu, mà các bạn tích chưa đủ nội tại á. Các bạn tích đủ nội tại rồi á thì các bạn sẽ thấy nó trâu. Lúc đó chiêu một chiêu hai nó hồi liên tục, rồi nó có khả năng hồi máu nữa, rồi nó có khả năng nhây nữa. Vô vô một ơi, hồi bỏ đi, bị một lần thôi, không có lần hai đâu. Ê, đừng 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 lại gần chỗ cái lúc mà con Green Goblin mà đang bắt đầu mà giống như vô chế độ mà gọi là chọi đồ đạn á, thì các bạn cố gắng đừng có đi sát đồng đội nha, nổ nhiều khi lan chết cả đám luôn á, gọi chết chùm á. Ra cái đó các bạn nhớ chú ý.
Nãy tiện thấy Yondu chạy về phía mình cũng hơi hơi quải, hơi sợ sợ, tại vì máu mình còn xíu rồi. Mà tầm này yên tâm farm rồi, Namo còn có xíu máu à. Namo hồi máu chưa chắc bằng A1 khi mà đủ nội tại đâu nha. A1 khi mà đủ nội tại hồi máu khi còn khủng hơn ấy. Namo được cái châu nhưng mà A1 thì được cái nhây. A1 thì các bạn thấy đó, đã đánh A1 thì các bạn có gì các bạn farm. Nhiều team đang lo đánh nhau các bạn farm, nhưng mà khi mà team đồng đội mà đang farm mà các bạn vô các bạn nhảy các bạn farm là đồng đội thọt chết luôn á. Ý gì vậy? Rồi A1 là một con tướng ôm đam đánh hổ báo, nhưng mà đa phần là ôm đam nên thành ra các bạn cố gắng trong cái khoảng thời gian đầu các bạn canh cái máu của mình, không phải canh máu của đối phương nha, canh cái máu của mình để mà thoát được giao tranh. Tại vì A1 khi mà lay đó thì A1 khoảng giữa game, nói chung là cũng không hẳn là lay, chỉ cần là A1 khoảng 3 đến 4 đồ họ đánh được, nói chung đánh được và bắt đầu nhây được rồi đó. Cái trận này mình phải cầm xua đuổi là tại vì có giáo sư rủ với CVA, tại vì nếu như mà mình không có cầm xua đuổi là hồi cứ trong vòng nó múa múa không nổi đâu. Ngoài tầm rồi. Rồi giờ Namo phá cái trụ top của mình lên cũng không kịp nữa, thì thôi mình phá lại cái trụ mid quà và sau đó mình đẩy đường sau. Có một cái đặc điểm nữa là khi các bạn đánh con A1 này á, mình thấy đa số các bạn cố gắng dùng chiêu ulti để mà trúng đối phương. Cái điều đó là mình theo mình thấy là không nên, hiếm lắm mới có trường hợp các bạn bắt trúng được chủ lực, còn đa số là các bạn bắt kêu không khí là một, hoặc xui xui nữa là các bạn bắt nhầm vô tăng đó. Còn nếu mà hên hên nữa là các bạn bắt vô những con tướng có khả năng bắt chủ lực của bên mình khá tốt, giống như là Magic nè, hay là những con mà có khả năng giống như Ghost nè đó, các bạn bắt mấy con đó là tìm hát cho các bạn nghe liền. Nên thành ra khi mà các bạn dùng con A1 này á, các bạn nếu mà được các bạn đi ở những hai bên cánh, hoặc các bạn cố gắng đi từ cái sườn của đối phương á, thì khi mà cái con này nó có một đặc điểm rất là lợi, đó là cái ulti của nó rất là dài, nên mà khi mà các bạn dùng ulti rồi á, thứ nhất là team của đối phương sẽ bị phát hiện tầm nhìn, thứ hai nữa là cái lần phóng thứ hai của A1 khi mà kích hoạt nội tại á, nó sẽ rất là xa, nên các bạn dùng cái chiêu ulti nó thọt sẵn thẳng ra đằng sau á, các bạn đánh đối phương đừng dùng cái chiêu ulti để mà bắt đối phương, cái lối đánh nó xưa rồi. Mà cái lối đánh đó thì dễ bay vô tính lắm, nên thành ra mình nghĩ là các bạn nên dùng cái chiêu đó để mà lòn ra đằng sau lưng đối phương, hoặc là thọc thẳng vô sườn của đối phương thì nó sẽ hay hơn. Các bạn đừng có nhảy phóng cái chiêu ulti từ trực diện thì nó thì các bạn là nó sẽ là hơi bị fail đấy, nó làm các bạn hơi bị fail đấy. Và nếu mà ai đó mà dễ tính nữa thì có khi các bạn bay khoảng 10 đến 12 uy tín. Mình nghĩ là cái điều đó là các bạn nên tránh, đừng cố bắt ai cả, tại vì các bạn bắt là nhiều khi là các bạn tự giết chính tay, các bạn giết các bạn đấy. Thì các bạn thấy là A1 có một cái đặc điểm nữa là ngoài tích nội tại bằng cách đánh dùng skill lên tướng, thì khi mà A1 dùng của ulti á, thì A1 sẽ có luôn cái nội tại, ta gọi là nội tại hổ báo ấy, rồi cứ bay dùng đánh thôi. Con này nếu mà kéo được khoảng chừng 4-5 đồ thì các bạn đánh sướng lắm, sướng nằm chỗ biết gì, đánh hoài các bạn cũng chết, nhưng mà không phải là không chết nha, lâu hơn chứ trâu đánh lâu cũng chết rồi, nếu các bạn cố gắng các bạn nhây vậy các bạn cũng chết rồi. Cái này con này không phải là con tướng đấu sĩ, nó chỉ là con tướng có khả năng hồi máu khủng thôi, rồi những con tướng ôm đam này kia không có đâu, rồi đánh luôn. Nãy mình không tính bắt ấy đâu, nãy mình không có tính bắt Griffin đâu. Ủa sao qua lẹ vậy? Đợi với, đợi với, đợi với. Ừ bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ừ đúng rồi, rồi hết nội tại rồi. Ok
Nãy mình tính bắt bên đâu, mình tính thọc ra đằng sau sườn đó chứ, mà ai ngờ trúng những cái sườn của ưu tinh xanh thôi, chứ thật ra mình không có tới ý là bắt cổ con Quirrell. Con này thì các bạn cứ yên tâm ở một điều là khả năng hồi máu nó khủng khiếp lắm, nếu mà đối phương không lên giảm hồi. Còn nếu không thì nó cũng chỉ có một cách thôi, đó là các bạn phải farm tối ưu. Con này các bạn nếu mà có khả năng thì các bạn cứ đi để đường, xong cứ nhảy vô chuẩn bị giao tranh, các bạn phóng cái chiêu ulti khỏi cần bắt ai, các bạn phóng tới đó các bạn tham gia mắt vậy thôi, đơn giản. Đợi với được ai quanh đánh chán lắm, ai quanh đánh đối phương chán lắm. Mấy khúc mà ai quanh lao tới đối phương chạy không à, và cái đó là 1-1 nha, hoặc là 1-2 nha. Còn nếu mà 1-3, 1-4, 1-5 thì các bạn nên chạy, mình nghĩ là các bạn nên chạy, thì lúc đó khả năng thắng của các bạn nó xa vời lắm. Đó, dùng cái chiêu làm chậm nè, rồi sau đó Doctor Strange phóng chiêu ulti nè, qua về nè, nó vậy thôi. Thì các bạn thấy một team tụ tập đó đông quá, A1 cũng là một con tướng cơ động, các bạn thấy team tụ tập đông quá các bạn cứ đi đẩy. Một báo đánh có vẻ tỉnh phết nè, thấy nhen nhóm một cái là về luôn, bỏ cả lính luôn. Nhưng mình là mình ráng mình đẩy rồi đó. Bắt được không ta? Rồi thọt chặn đầu nè, hôm nay ta gọi là thọt chặn đầu nè. Rồi ủa sao xuống đây rồi, ủa sao chứ không, cái pha này mình không hiểu thiệt. Thì đúng là kéo vô ngon rồi. Nó mình đánh không quen hay hơi chích nhát, các bạn thông cảm nha. Rồi cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau, bye bye.